Xin chào quý vị và các bạn đã đến với kênh Tin Tức Showbiz. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những phút giây thư giãn thật vui vẻ cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được xem những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé. Và bây giờ xin mời quý khán giả sẽ cùng đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày. Những tình bạn hiếm có khó tìm trong Vbiz đang vô Bích Phương từng đều nhau đi học. Vbiz có không ít những đôi bạn từng học chung lớp, chung trường. Sau nhiều năm, họ vẫn giữ được mối quan hệ tốt đẹp, chẳng để hào quang showbiz chia rẽ tình bạn thắm thiết. Đen Vâu, Bích Phương. Theo đuổi hai dòng nhạc cùng phong cách khác nhau, nhưng giữa Đen Vâu và Bích Phương lại có khá nhiều điểm trùng hợp. Fan đều biết, cả hai ở khá gần nhà nhau và còn là bạn học chung cấp 2. Khi lớn lên, cả Bích Phương và Đen Vâu đều gia nhập làng giải trí và tạo được tiếng vang trong địa hạt âm nhạc. Thế nhưng Bích Phương vốn có chỗ đứng trong Vbiz trước, trong khi Đen Vâu thổi chân ướt chân ráo vào showbiz và chật vật tìm ánh hào quang. Đây cũng là lý do khiến anh từng e dè, không dám nhận là bạn cùng lớp chỉ vì Bích Phương quá nổi tiếng. Đen Vâu từng e dè không dám nhận Bích Phương là bạn học cùng lớp. Mới đây, nam rapper mang tiền về cha mẹ đã đăng tải khoảnh khắc đầu tiên cả hai đứng chung khung hình sau nhiều năm. Anh viết, nhớ năm đó, hằng ngày cùng mấy thằng bạn đạp xe đi học, thi thoảng bạn đi nhờ, đợi dưới chân giúp công đoàn. Mỗi sáng tạt ngang ngõ chợ vườn đào, mua gói xôi khúc, một tay cầm xôi ăn, một tay ghì ghi đông, gò lưng đạp qua con đường bến tàu, nằm giữa một bên là núi, một bên là biển thật nên thơ. Những con dốc nhỏ, mái trường trên đồi, cô bạn cùng trường năm nào ít khi gặp lại, thám thoát cũng hơn 15 năm, mình muốn hỏi bạn một câu canh cánh trong lòng bao lâu rồi chưa thổ lộ. Sao đi nhờ mà không đạp phụ tao hả Phương? Chẳng thể ngờ Đen Vâu và Bích Phương lại có tuổi thơ đẹp như thế. Trấn Thành Anh Đức. Khán giả Vbiz chắc hẳn không còn xa lạ với cặp bài trùng Trấn Thành và Anh Đức. Người hâm mộ vẫn thấy họ xuất hiện như hình với bóng và thường xuyên nhắc đến tên đối phương trên sóng truyền hình. Song ít ai biết, cả hai đã có hơn 2 thập kỷ gắn bó, chơi thân từ còn mài đũng quần trên ghế nhà trường và duy trì tình bạn keo sơn cho đến nay. Trấn Thành và Anh Đức đã có hơn 2 thập kỷ gắn bó. Trấn Thành từ nhỏ đã làm một cậu bé nhanh nhẹn, hoạt bát, trong khi Anh Đức lại khá rụt rè và vụng về. Chính điểm khác biệt là sự bù trừ hợp lý để bắt đầu một tình bạn keo sơn. Họ đã đi cùng nhau từ những ngày còn là những cậu bé lót chót, cùng nhau theo đuổi ước mơ nghệ thuật. Đến nay, dù mỗi người đều có một cuộc sống riêng, nhưng hào quang showbiz vẫn chưa bao giờ trở thành rào cản cho tình bạn của Trấn Thành và Anh Đức. Trấn Thành và Anh Đức thường xuyên xuất hiện như hình với bóng. Họ có một tình bạn hiếm có trong showbiz đầy rẫy thị phi. Lâm Vĩ Dạ, Trịnh Thăng Bình. Có lần, bà xã Hứa Minh Đạt từng ngại ngùng thừa nhận trên sóng truyền hình rằng cô từng có khoảng thời gian crush anh bạn cùng lớp, Trịnh Thăng Bình, khi cả hai còn học chung tại trường đại học sân khấu điện ảnh. Lâm Vĩ Dạ cũng tiết lộ rằng hồi đó Trịnh Thăng Bình rất ga lăng, cô thích mẫu người như thế và thậm chí còn mong muốn sẽ sinh con trai giống crush. Lâm Vĩ Dạ từng e thẹn thừa nhận crush Trịnh Thăng Bình. Câu chuyện này cũng thường xuyên được các đồng nghiệp nhắc lại để trêu chọc Lâm Vĩ Dạ. Mặc dù chẳng thể thành đôi, nhưng cả hai vẫn luôn quý mến và trân trọng tình bạn đẹp một thời. Mỗi khi có dịp xuất hiện cùng nhau trên sóng truyền hình, đôi bạn ngày nào vẫn vô tư tương tác, chẳng hề ngại ngùng khi nhắc chuyện cũ. Sau này, Lâm Vĩ Dạ đã tiến đến hôn nhân với đàn anh cùng trường, Hứa Minh Đạt, còn Trịnh Thăng Bình lại thành công hơn với sự nghiệp âm nhạc nhưng vẫn đi về lẻ bóng. Dù không thể thành đôi, nhưng họ vẫn là những người bạn tốt. Nhã Phương, Thúy Ngân. Có lẽ khán giả truyền hình không còn quá xa lạ với chị em Châu Báu trong Cây Táo Nở Hoa. Trong phim chành chọe nhau là thế, nhưng ngoài đời họ lại là cặp chị em cây khế vô cùng thân thiết. Được biết, Nhã Phương và Thúy Ngân là bạn học cùng lớp tại trường sân khấu điện ảnh. Cả hai dù đã có nhiều đổi thay trong cuộc sống, nhưng vẫn thân thiết và được ví như cặp bài trùng. Chị em Châu Báu trên phim lại là bạn thân ở ngoài đời. Không chỉ vậy, Thúy Ngân còn có mối quan hệ thân thiết với ông xã Nhã Phương, danh hài Trường Giang. Cô cũng xem đây là một người anh em tốt, tiền bối dày dặn kinh nghiệm trong nghề. Khi nhắc đến cô bạn thân, nữ diễn viên gạo nếp gạo tẻ từng chia sẻ, đối với Ngân, Phương là một cô gái rất năng nổ trong công việc, là một người rất nhiệt huyết và quan tâm đến tất cả mọi người. Không chỉ riêng Phương mà Ngân cũng vậy, với một diễn viên trẻ thì đòi hỏi sự chuyên nghiệp và hóa thân vào nhân vật, vào những dạng vai bi hài hay cá tính đều là một trong những thử thách rất khó. Cả hai đã có nhiều năm gắn bó và vẫn giữ được mối quan hệ tốt đẹp đến bây giờ.
Sau nhiều năm, những cô bé cậu bé ngày nào đã trưởng thành, có chỗ đứng trong showbiz và gặt hái được nhiều thành công. Thế nhưng những tình bạn đẹp giữa họ vẫn được duy trì, chẳng những không bị đứt đoạn mà trái lại ngày càng khăng khít hơn. Đấy chính là điều khiến nhiều người ngưỡng mộ. Bạn nghĩ sao về những tình bạn từ thuở mai đổng quần trên ghế nhà trường của Sao? Hãy chia sẻ với chúng tôi nhé! Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để được theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé!